ăn cá bằng tay đâu đó các bạn ơi. Ôi cá bự ghê trời. Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Dùng Binh Vlog. Hôm nay là một ngày cuối tuần mình sẽ đi du ngoạn một nơi gọi là cầu La Ngà. Cái cầu La Ngà các bạn thấy sự hấp dẫn đúng không? Cầu La Ngà một trong những nơi có nguồn thủy hải sản của huyện Định Quán. Một trong những nơi gọi là kế sinh nhai của những con người sống bên bờ sông. À, xa xa đây là những ngôi nhà người ta nuôi cá, nhà bè các bạn. Mình sẽ vô đây và mình sẽ review sơ sơ cái cầu La Ngà này và mình sẽ giới thiệu những cái ẩm thực mà mình biết ở đây và những người dân đây người ta sẽ giới thiệu mình đi chuẩn chỗ mà hấp dẫn và lôi cuốn. Các bạn hãy đi theo bước chân của mình để mình review để các bạn biết và hiểu nhiều hơn về con người huyện Định Quán và riêng sông La Ngà này nha các bạn. Đó, mình sẽ review và nói tóm tắt nói chung là dạ ngoại về cuối tuần. Đấy. Các bạn thấy không, ra xa ở đây thì cầu La Ngà nước đã lên và rất là nhiều thuyền bè đã cập bến. Mình sẽ nhờ một người địa phương đây, đó là em Út, một trong những người gọi là mời mình đi xuống đây để làm review cầu La Ngà này. Nói chung là đầu tiên mình nói chung là nói vậy thì mình sẽ ghi là cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ cho mình một cái clip hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nha các bạn. Ok. Khi bạn đến chỗ La Ngà thì các bạn sẽ thấy những đây có những con cá mà người ta đang để ngoài đường người ta câu, người ta bán các bạn. Dọc bên đường thì có cá lăng nè, rồi cá chạch, rồi cá bóng nha các bạn. Các bạn cứ chạy xe và các bạn có thể hỏi giá bất kỳ cá gì mà các bạn thích mua. Giá cả thì cũng hợp lý nên chúng ta cứ thoải mái và hỏi. Ở đây thì cá thì người ta để chân thẳng ngoài đường. Nên thích con nào thì các bạn có thể tiện tay chị và chọn những con cá mà bạn thích và mua mang về. Cá ở đây thì là đa số là cá sông nên các bạn cứ tha hồ mà ăn uống, không gì phải sợ. Cá ở đây thì đa số là người ta cùng một phần người ta nuôi, một phần người ta thả lưới nha các bạn. Đây là những con cá đây các bạn. Những con cá này là kêu là cá thắt lát. Cá thắt lát thì cũng rẻ nhưng mà tùy theo thời gian mình mua. Hai cục ăn cá thì rất là vui. Ăn cá thì rất là vui. Các bạn nên mua cá ở đây thì các bạn nên hỏi nha các bạn, sợ các bạn sẽ bị nhầm và không biết rõ giá. Nay mình đang có mặt tại La Ngà nên ở đây nó có một cái tượng điểm là tượng đài La Ngà rất là đẹp. Mình sẽ lên và chụp vài tấm ảnh để làm kỷ niệm nha các bạn. Tượng đài La Ngà thì nó có chiến công lịch sử rất là hoành tráng các bạn. Các bạn còn muốn biết rõ hơn về chiến công La Ngà thì các bạn có thể lên Google và kiểm tra nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ lên trên và mình sẽ quay tổng quát cái khu La Ngà này cho các bạn xem. Khi lên tượng đài La Ngà các bạn sẽ đi lên cái đường tăng cấp cực kỳ cao nha các bạn. Nó sẽ có một đoạn tăng cấp rất là cao. Mình sẽ đi lên từ từ. Đấy, các bạn thấy không? Tượng đài La Ngà thì nằm trên cái ngọn đồi nha các bạn. Các bạn phải bước lên theo từng tầng cấp này để bạn lên trên đến cái tượng đài nha các bạn. Khi bạn đứng đây thì nhìn tổng quát thì thật là ok. Nhìn sông nước hữu tình. Bên kia là cầu La Ngà. Đây các bạn, đây là cầu La Ngà các bạn. Đường đi nè. Quốc lộ 20. Rồi, sắp đến đỉnh nha các bạn. Đấy, còn đây là mình đang bước lên thăng cấp.
sau lưng mình thì là quang cảnh La Ngà các bạn. Mình đang bước lên trên cái đồi La Ngà. Trong này cũng hơi mệt xíu, nhưng mà thích tham quan thắng cảnh La Ngà thì chúng ta cùng gọi sức để đi khám phá, tham quan di tích lịch sử. Đấy, các bạn, mình đã lên tới các bạn tượng đài La Ngà, cực kỳ cao các bạn nhé. Đây rồi, các bạn thấy không? Wow, là mát mẹ. Văn bia chiến thắng La Ngà ngày 1 tháng 3 năm 1948. Đây là quang cảnh tượng đài La Ngà khi mình lên bên trên các bạn. Wow, những chiến tích của anh hùng đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc. Các bạn, sau một đoạn thời gian mình đi review tại La Ngà, bây giờ là buổi trưa rồi nên mình sẽ ghé một cái quán ăn, gọi là quán Tuyết Mai nha các bạn. Quán này mở lúc 1 giờ trưa nên mình sẽ review cái món đặc sản ở đây là cá lăng. Nó nằm đây nè. Đó. Đây các bạn. Đây cũng có cá lăng, rồi rau này. Rau rồi cà chua. Thì chờ chút nữa, chờ bún lên nha các bạn. Chờ bún lên rồi mình sẽ thưởng thức. Giờ mình đang nấu nó sôi nha các bạn. Bạn đợi xíu đi. Ok. Đây các bạn, đây là cái nồi lẩu nè các bạn. Đây cái nồi lẩu nè. Quá trời đồ ăn luôn. Cá ở dưới nha các bạn. Đây nè, mình sẽ nhấc cá lên nha các bạn. Đây các bạn, thấy chưa? Thấy con cá không? Đầu cá nè. Quá đã. Một lẩu cá lăng này tại Cầu La Ngà này là như là 200 ngàn nha các bạn. Đây, mật hà nè, thơm quế các kiểu, đầy đủ luôn. Mình sẽ chờ nó sôi, mình sẽ thưởng thức. Mình thấy hơi lạ ở đây là như lẩu cá lăng mà có những cái đồ chua ở đây ta. Đây nè, cái đồ chua này nó là lạ sao. Ăn mì hả? Dạ dạ. Thôi, mọi người có mì, đây ăn mì. Thôi bạn. Sẽ bỏ đây để cho nó nó mềm các bạn. Nồi lẩu to lắm các bạn. Chắc mình ăn không hết luôn. Nếu các bạn muốn ăn nhiều mì thì các bạn có thể bỏ thêm nhiều hơn. Này mình kêu bún nhưng mà quán nói là hết hết bún rồi, còn mì thôi, còn mì tôm thôi. Mì nó đậm mềm các bạn, mình vớt mì lên. Đấy các bạn thấy không? Đây cá nè, đó, bạn thấy không? Đã không? Đấy các bạn thấy không? Quá đã. Cho một miếng nước mắm nữa các bạn ơi. Rồi. Đây, đây các bạn thấy chưa? Một chén đầy ắp món cá luôn, cá lăng.
rồi mình sẽ thưởng thức coi như thế nào. Nghe nói quán này cũng rất là nổi tiếng, mình tranh thủ làm miếng mì coi. Ngon hả? Chua chua, ngọt ngọt, cũng không cay lắm. Đây mình sẽ bỏ thêm miếng rau nè bạn. Đây. Đây em có rau muống nhiều, chủ yếu là rau muống nhiều. Đây. Cá lăng nha bạn. Đây cá lăng. Thiên đuôi cá lăng. Cá lăng thơm các bạn, rất là thơm à, nó hơi ngậy xíu, hơi béo, chung là hơi béo, nói chung là rất là thơm mà ngon lắm, rất là ngon. Rất là ngon các bạn ơi. Các bạn nếu mà được ghé La Ngà, bạn nên ghé và thưởng thức món ăn ở La Ngà như cá lăng là kiểu yếu. Đây rất nhiều cá lăng ơi, cá lăng là món đặc sản duy nhất ở đây luôn các bạn, ngon nhất ở đây. Ở đây cũng có cá rô phi nè, cá dưa hồng, nhưng mà không ngon bằng cá lăng. Nên các bạn cứ chạy qua La Ngà thì các bạn nên thưởng thức cái món cá lăng của Tuyết Mai. Cái lẩu cá lăng này người ta nấu dặn gì không? Nấu kiểu canh chua á bạn, chua chua à. Gồm có cà chua nè, thơm nè, các bạn thấy không à. Người ta nấu kiểu canh chua mà. Thơm nè. Sau một lúc thưởng thức cá lăng tại La Ngà thì mình thấy thì cá La Ngà rất là ngon. Các bạn nên ghé đây và thưởng thức món cá La Ngà ở đây để biết cái hương vị của quê hương mình nhé các bạn. Mình sẽ nghỉ ngơi ở đây và chuẩn bị cho hành trình của mình tiếp theo này các bạn nhé. Về Đồng Nai có ai còn nhớ câu hát thuở xa xưa ngậm ngùi những buổi chia tay. Hò ơi, nhà bè nước trái chia hai. Ai về gia đình Đồng Nai thì về. Không quay phim đó. Thoải mái lên lên, sao đâu. Đây là hầm cá nha các bạn. Ui cá lóc các bạn. Các bạn đến La Ngà này bạn biết bến cá này nha các bạn. Ui cá quá trời cá luôn. Ôi ơi. Trời cá bự ghê trời.
mời các bạn mình sẽ đi thuyền chèo ra sông La Ngà nha các bạn. Xem sông La Ngà nó có gì, đường đi thì hơi khá chân chật. Đây có ông anh mình cho mình đi quá trang để không phải sông La Ngà. Đi bước cái gì đây? Em chưa vừa bước cái này luôn á. Bước lên rồi người xuống hả? Không có gì lót hết cả. Rồi, lại nha. Lời dơ dơ luôn. Rồi. Thanh bắt đầu trèo. Chèo tay hả? Tay tới hơi lâu á. Trèo cả ngày luôn. Sao nó lắc lư vậy? Tấn à? Đây có mấy con thuyền người ta để sẵn đây. Đây là Lục Bình. Đây bọn mình đã ra tới bờ sông các bạn, buổi chiều. Mà hôm nay không có mặt trời lặn nên cũng không đẹp lắm. À, còn đây là mình nha các bạn. Nói chung hơi rung á, mình đang đứng ở giữa nên mình cũng không có biết nói gì nữa. Đấy. Hơi hồi hộp xíu mình đang ngồi. Nói chung là hơi rung. À, mình đang đi ra đằng xa các bạn thấy không? Xa xa đó là sông La Ngà nha các bạn. À, mình sẽ đi ra đó. Đây là ông anh mình nè. Chèo chân. Rồi. Thôi đi nhanh dữ trời. Trời ơi. Rồi giờ mình đã ra giữa sông nha các bạn. Nói chung hơi rung nha các bạn. Lần đầu đi thuyền này. Cảm giác thật là phiêu lưu. Ở xa mình đó, chỗ đó là cầu La Ngà các bạn. Bây giờ thuyền ta đang chạy kìa. Bạn thấy không? Đó đó. Ồ, người ta chạy quá trời luôn. Ầm 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 ầm. Quá đã. Trời ơi. Ý. Thế sai kia là bờ rồi. Các bạn có dịp các bạn hãy ghé cầu La Ngà và vô ngoạn bằng chiếc thuyền chèo. Và người hướng dẫn viên du lịch là Cảnh Tuân. Người ta còn gọi là Hình Tướng Cảnh. Cảm ơn anh đã hỗ trợ cho cuộc chuyến đi thú vị ly kỳ này hôm nay. Đó, xa xa là cầu La Ngà nè bạn, xe chạy nè. Đó. Mình giờ ra giữa sông rồi. Thì có những người làm việc và mưu sinh đây thì người ta sẽ biết được sông này nó như thế nào. Mình giống như là đi review nên mình chỉ biết lại sơ sơ vậy thôi. Mình đã có cuộc gọi không giờ cho Mr. Cảnh. Và anh đã sẵn sàng hỗ trợ cho cuộc chuyến phiêu lưu. Cái sai kia là những cái nhà bè. Ngôi nhà bè tên sông La Ngà. Thuyền xà lan nhỏ nhỏ người ta đang bơi về bờ. Bên kia có chỗ cái đồ hứng cá. Đó. Đây là có anh đang thả cá. Mình chắc mình sẽ ghé đây biết anh cho đang cho cá ăn. Rồi đây là cái bè cá đây các bạn. Quá tuyệt vời, quá đẹp của mình. Trời, cá quá trời luôn bạn ơi. À, bạn chơi cá không? Đi, đi. Đúng rồi. Ờ, à, cũng được. Rồi. Bước lên đi các bạn. Đây là cái nhà bè các bạn.
mình hơi rung. Có ông anh đang nhìn cá cho các. Đây là hùm cá nha các bạn nè. Đây là hùm cá người ta nuôi rồi. Sau thời gian mình đi xin mấy chú ở đây và có cạnh tương đã tạo điều kiện cho mình để làm vlog này, để quay lăng ngà này các bạn. Cảm ơn chú Tý đã cho mình tạo điều kiện để quay cái bè nhà bè ở đây, để lưu lại khoảng cách ngày hôm nay một chiều thật là mát mẻ và đầy hạnh phúc. Ở xa xa là những ngôi nhà bè của bà con đây làm ăn mưu sinh và kiếm nhai đây. Mấy mốt nó sẽ là chuyện quy hoạch nên mấy mốt chuyện này sẽ người ta sẽ giải phóng hết và di chuyển chỗ khác người ta nuôi cá. Các bạn thấy như thế nào? Cái mình thì nó thật là tuyệt vời. Rồi sau một đoạn thời gian đi lâu thì mình sẽ dừng video ở đây và hẹn các bạn một ngày tới để mình review nơi khác tại huyện Định Quán này. À, vậy thôi, mình xin chào các bạn và mình sẽ đi về. Cảm giác đến đây hay đúng các bạn ơi. Vậy thôi, mình chào các bạn nha. Bye bye. Yeah. Thân xác là những nhà bè đó các bạn thấy không? Đã lắm, mát ghê luôn. Do mình đi bị chiều nên hôm nay trời trông bão các bạn, nên mình không có thể nào làm ẩm thực ở đây được. Nhưng mà một thời gian sau ở đây thì người ta sẽ quy hoạch nên mình cũng đã biết nó như thế nào, sẽ không còn những phần khác để lưu lại. Các bạn thấy mấy con chim không? Chim ăn cá các bạn. Ở đây kêu là chim bồ câu nước, không biết phải không? Đây phải không? Hả? Nó bay nè. Ở đó đó các bạn thấy bay đằng đằng nó bắt cá kìa. Ở đó trời. Hơi bị nhiều luôn. Chim én nước hả? Chim én nước. Chứ kêu bồ câu nước, bồ câu nước. Chim én hả? À. Đây là chim én. Cái sai kia là cái cầu Lăng Ngà các bạn. Lúc trước mình hay đứng đó chụp hình đó. Đây, mình sẽ review sơ đây rồi mình sẽ chuẩn bị vô trong. Từng cái nhà đơn sơ bè cá đây, đây, dưới này là cái hầm cái các bạn, dưới chân mình nè, dưới chân mình đây là cái hầm cái các bạn. Đó, dưới chân mình đây là hầm cái đấy, cá rất là nhiều các bạn thấy không, cái tre này nó kêu hầm, cái thức ăn của cá ta sẽ nghiền nát. Buổi chiều thật là mát mẻ. Ở đây xa những cái nhà bè người ta nối đuôi nhau các bạn. Chắc là sẽ rất là nhớ chỗ này. Mai mốt khi mà nó quy hoạch thì chắc chắn nó sẽ mất đi vẻ đẹp huyền thoại của cái cầu Lăng Ngà này, những ngôi nhà bè. Trên kia là tượng đài Lăng Ngà nha các bạn. Trên đó đó. Mình sẽ lên thuyền và chuẩn bị đi về nơi làm việc.
Rồi mình sẽ ngồi ở đây và sẽ đi về. Rồi Rút Vân. Rồi đi. Rồi tạm biệt La Ngà. Hả? Kẹt rồi. Đây những lọc bình. Bình này nấu còn ngon đúng không? Đi đi ơi. Nước nha. Bye bye chú. Bye nhậu nha. Tôi sẽ tăng nghiêng vậy. Ờ, chào chú tí. Tạm biệt chuyến đi đầy ý nghĩa tại La Ngà này. Rất là vui các bạn, rất là hào hứng. Cảm giác thật là mê ly. Những khung cảnh hữu tình với đôi chân huyền thoại. Cảm giác thật là người ta hạnh phúc. Nếu ở đây mà người ta có là một cái thuyền du lịch thì đẹp thích mới nha. Các bạn thấy mình làm như vậy hay không các bạn? Các bạn thấy thích mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like, subscribe nhiều nha các bạn. Trời ơi, mình phiêu lưu, quá trời phiêu lưu luôn rồi đó. Hơi rung luôn. Thank you.